Chào mừng tất cả các bạn đã quay lại với kênh của Mr. Zero. Huỳnh Tấn Sinh và vẻ nam tính xứng danh đẹp trai nhất OE2 Việt Nam. Sở hữu làn da trắng, đôi mắt một mí, số 3 của OE2 Việt Nam được ví như sao Hàn Quốc. Sau chiến thắng của OE2 Việt Nam tại SEA Games 30, những cái tên đình đám như Văn Hậu, Hùng Dũng, Trọng Hoàng, Đức Chinh được nhắc đến như những ngôi sao. Trong số đó, có một ngôi sao mới hấp hồn các fan khiến nhiều người tò mò vì mới lạ, trung vệ của Quảng Nam, Huỳnh Tấn Sinh. Cùng Mr. Zero xem qua clip Huỳnh Tấn Sinh và vẻ nam tính xứng danh đẹp trai nhất OE2 Việt Nam nhé. Và Kim Trinh xin chúc cho tất cả các bạn có một năm mới an khang, thịnh vượng, vạn sự như ý. Và đừng quên bấm subscribe kênh YouTube, like fanpage bóng đá hài hước để nhận ngay những thông tin mới nhất đến từ Mr. Zero các bạn nhé. Sau chiến thắng của U22 Việt Nam tại SEA Games 30, những cái tên đình đám như Văn Hậu, Hùng Dũng, Trọng Hoàng, Đức Chinh được nhắc đến như những ngôi sao. Trong số đó, có một ngôi sao mới hấp hồn các fan khiến nhiều người tò mò vì mới lạ, trung vệ của Quảng Nam, Huỳnh Tấn Sinh. Tấn Sinh sinh năm 1998, sở hữu chiều cao lý tưởng 1m82, cùng gương mặt điển trai, nước da trắng trẻo thư sinh khiến nhiều fan nữ mê mệt. Nhiều fan nhận xét rằng Sinh mới chính là cầu thủ điển trai nhất U22 Việt Nam. Tấn Sinh sở hữu làn da trắng, đôi mắt một mí và gương mặt bầu bĩnh. Trên trang cá nhân, anh ít khi đăng tải về cuộc sống thường ngày và khá kín tiếng trên mạng xã hội. Thế nhưng, tất tần tật thông tin về anh chàng, từ chiều cao, cân nặng, quê quán lẫn tình trạng yêu đương của anh nhanh chóng được cập nhật đầy đủ. Nhưng bấy nhiêu đó chỉ là chuyện thường thôi, gây bất ngờ nhất lại là màn dậy thì vô cùng thành công của Tấn Sinh. Chẳng là trong quá trình tìm hiểu về nam thần mới của làng túc cầu, dân tình lại đào luôn một bức ảnh của anh chàng năm 17 tuổi. Khi đó, cậu bạn giành được giải cầu thủ xuất sắc nhất trong một giải đấu cấp tỉnh. Thật khó mà tưởng tượng được, mới 4 năm trước thôi, Tấn Sinh là một chàng trai gầy gò, còm ròm thế này nhỉ. Mà chẳng riêng gương mặt đâu, thân hình của Tấn Sinh cũng có sự thay đổi rõ rệt. Từ một cơ thể gầy gò, cậu bạn đã sở hữu body miễn chê múi nào ra múi nấy, cùng với bờ vai Thái Bình Dương khiến hội fan girl muốn xịt máu mũi. Mới đây, dân tình tiếp tục truyền tay nhau loạt ảnh của Tấn Sinh được chụp bởi fan girl. Dưới góc máy của những cô nàng master trong khoảng Do Idol thì khỏi phải nói, bao nhiêu góc thần thánh nhất, đẹp trai nhất đều được khai thác triệt để. Những khoảnh khắc Tấn Sinh chăm chỉ luyện tập, tiếc nuối vì để lỡ một pha bóng hay góc nghiêng thần thánh của anh chàng đều được sâu trọn. Biết nói gì về sự đẹp trai quá đáng này nhỉ? Cạn lời rồi nhưng thôi, đẹp trai là phải tranh thủ ngắm ngay và luôn thôi chị em fan girl ơi. Hiện tại, tất tần tật thông tin về Tấn Sinh đều khiến dân tình tò mò, bàn tán không ngớt. Được quan tâm nhiều nhất hẳn là thông tin liệu Tấn Sinh đã có bạn gái hay chưa. Trên mạng xã hội, anh chàng chưa từng công khai hình ảnh thân mật với cô gái nào, nên cũng có thể Tấn Sinh vẫn còn độc thân vô tính. Tuy nhiên, soi Instagram của Tấn Sinh thì thấy anh chàng chỉ follow đúng 3 cô gái, bên cạnh anh em, bạn bè hay những danh thủ mà mình ngưỡng mộ. Vậy 3 cô gái này là ai mà lại có mối quan hệ thân thiết với Tấn Sinh như vậy nhỉ? Info của 2/3 cô nàng lập tức được dân tình bóc tường tận, cơ mà cô nàng còn lại thì vẫn còn là một ẩn số rất lớn. Cô gái đầu tiên mà Tấn Sinh follow cũng là một gương mặt rất đình đám trong làng thể thao Việt Nam, hot girl bóng chuyền Thu Hoài. Thu Hoài sinh năm 1998, sở hữu chiều cao là 1m74 cùng khuôn mặt xinh đẹp với thần thái sang chảnh. Nhiều người nhận xét là nếu không làm vận động viên bóng chuyền, Thu Hoài hoàn toàn có thể đi làm người mẫu ảnh hoặc tiếp viên hàng không đấy. Một cô gái khác được Tấn Sinh follow là Nam Phương, một tiếp viên hàng không xinh đẹp quê ở Đà Nẵng. Nam Phương sinh năm 1990 và hiện làm việc tại Vietnam Airlines. Nam Phương sở hữu vẻ ngoài rất xinh đẹp, cô nàng cũng đã công khai bạn trai là đồng nghiệp và cho biết cả hai đã phải lòng nhau khi cùng thực hiện một clip hướng dẫn an toàn bay cho hãng. Một cô gái khác được Tấn Sinh follow có tên là Phương Ly. Mọi thông tin về Phương Ly đến giờ vẫn còn là ẩn số đối với dân mạng. Liệu đây có phải là cô gái mà Tấn Sinh đang hẹn hò hay họ đơn thuần chỉ là bạn bè và chàng hot boy của chúng ta thì vẫn còn độc thân? Thông tin chính xác thì có lẽ chỉ có chính chủ mới biết được. Thế nhưng theo chia sẻ của chàng trung vệ gốc Quảng Nam thì mẫu bạn gái lý tưởng của anh chàng là phải cao ráo, hiền lành và giản dị. Từng được gia đình định hướng theo đuổi ngành giáo dục, song cái duyên tình cờ cùng tài thuyết phục của một người thầy là huấn luyện viên Nguyễn Văn Bé của U15 Quảng Nam đã khiến Huỳnh Tấn Sinh siêu lòng và quyết định theo đuổi sự nghiệp bóng đá. Khi còn nhỏ, môn thể thao yêu thích của Tấn Sinh không phải là bóng đá mà là bóng chuyền. Nhận thấy những tố chất đặc biệt ở cậu học trò có thể hình tốt, huấn luyện viên Nguyễn Văn Bé nhiều lần đã vượt hàng trăm cây số từ Tam Kỳ về đến Duy Xuyên, Quảng Nam để thuyết phục gia đình Tấn Sinh.
Trước tấm chân tình của người thầy, gia đình cũng như là bản thân Tấn Sinh đã cảm kích vô cùng, đồng ý cho đi đá bóng. Theo tập ở đội trẻ Quảng Nam, Sinh bắt đầu được chú ý từ các giải trẻ và dần có chỗ đứng. Đứng trong hàng ngũ U23 và qua vài giải trẻ với các cơ hội thử lửa, với vai trò dự bị 2 năm qua dưới thời thầy Bắc và cuối cùng U22 Việt Nam đã có được một hòn đá tảng tại SEA Games 30. Tại SEA Games 30, người ta thấy được sự điềm tĩnh đến lạ thường trong phong cách chơi bóng của trung vệ này. Nhờ vậy, Tấn Sinh lấy được niềm tin của huấn luyện viên Park Hang-seo để có sức cứng trong hàng thủ ba trung vệ, chơi tốt cùng với U22 Việt Nam vô địch SEA Games. Tấn Sinh hứa hẹn sẽ còn tiến xa với bệ phóng thành công ban đầu. Liệu nam thần mới của U22 Việt Nam Huỳnh Tấn Sinh có để lại cho bạn ấn tượng gì không? Hãy chia sẻ với chúng tôi bằng cách để lại bình luận ngay phía bên dưới. Đừng quên nhấn like, share và subscribe nếu thấy video này thú vị. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn!